Cô chào con, cô xin được nhận xét hai cái chủ đề 18 và 19 của con nhé. À, trong chủ đề này thì lưu ý con một số từ như sau. Cái cách đọc thì để con có thể đọc tốt hơn hai cái chủ đề. Đầu tiên là chủ đề 18 có cái từ đáy bottom, bottom nhé. Rồi, tiếp đến là từ trước, rồi âm F, âm R, hai cái âm này á, chúng ta sẽ trộn vào nhau và đọc liền một mạch front, front. Rồi, kết thúc của đuôi của nó là âm t, nhá. Ok, lưu ý cho cô Andy sao. Rồi, tiếp đến chữ ngoài này, ngoài này. À, con nhìn thấy có chữ thơ đúng không? Đối với chữ thơ này, khi đọc chúng mình sẽ khựng lại một nhịp, một giây, một tích tắc gì đó để chúng người nghe người ta nghe và hiểu. Đấy là âm thơ, mình không cần phải bật ra. Outside, outside, nhá. Rồi, tiếp đến là từ trong này. Inside, thêm dấu trọng âm vào, thêm cố gắng làm rõ cái dấu sắc này đó. Inside, ok. Rồi tiếp đến là từ phải này. Right, right nhá. Kết thúc của nó là âm đuôi của nó là âm thơ, không phải là sơ thơ. Lúc này con đọc là thêm sơ thơ vào đấy. Rồi tiếp đến là thẳng, straight, straight, làm nhanh âm sơ thơ, làm nhanh này. Rồi từ hai, từ phương hướng, direction, egg, egg, direction nhé. Rồi tiếp biến sang chủ đề 19, lưu ý cho cô cái từ mùa xuân, spring, âm sờ âm pờ trộn lại với nhau, đọc liền, spring, spring, ok. Rồi từ mùa thu, không phải follow nhé, fall, fall nhé, ok. Đó, chứ không phải là lúc nãy cô nghe con đọc thành follow mất. Rồi. À, lưu cho cô các điểm như vậy ở trong hai chủ đề các con nhé.